Chào các bạn, hôm nay Linh sẽ chia sẻ một món gỏi rất là ngon, mát, hợp với mùa hè với cái nguyên liệu chủ đạo là cá thu mùa nắng. Với lượng thành phẩm 4 người ăn, mình sử dụng khoảng 200g cá thu, tương ứng với một khoanh nhỏ như thế này. Mình sử dụng sản phẩm cá thu của bên Sky and Butter nhé. Để giúp cá được đậm đà thì mình sẽ ướp cá cùng với một thìa cà phê bột canh, một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê hạt tiêu, cùng với hai thìa cà phê hành khô băm nhỏ, thêm một thìa phở dầu ăn hoặc là dầu ô liu để giúp cho cá không bị khô. Ở đây là mình sẽ dùng dầu ô liu nhé. Sau đó thì mình xoa đều hai mặt cá để cho cá được ngấm gia vị. Và cái thời gian ướp cá thì sẽ rơi vào khoảng 30 phút. Cá sau khi ướp xong, các bạn có thể rán, nướng than hoa hay là dùng nồi chiên không dầu để nướng cá đều được. Còn mình thì sẽ áp chảo cá trên chảo gang để hạn chế dầu mỡ, cũng như là giúp cho miếng cá được vàng và thơm. Các bạn nhớ là nếu áp chảo thì cứ rán liu riu nhỏ lửa cho đến khi vàng một mặt thì sẽ trở sang mặt kia rán tiếp. Và đừng quên là áp chảo cả cái phần da cá nhé. Tiếp đến mình sẽ chuẩn bị phần nước trộn gỏi. Mình dùng 2 thìa phở đường, 2 thìa phở nước mắm và 3 thìa phở nước cốt chanh. Cái lượng nước cốt chanh các bạn dùng ấy thì có thể điều chỉnh là tùy vào tăng hoặc là giảm. Cái đấy là tùy thuộc vào độ chua của xoài. Sau đó mình khuấy đều rồi cho ớt băm vào. Nếu không ăn được cay thì các bạn dùng loại ớt sừng, loại ít cay nhé. Phần rau củ các bạn thái mỏng và bào sợi. Hành tây các bạn thái mỏng một chút và nếu sợ hăng thì các bạn có thể ngâm qua vài lượt nước sẽ xử lý được cái mùi hăng này. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần rau củ này vào trong một cái bát rộng. Giờ thì chỉ còn cái việc là dưới cái nước trộn gỏi lên và trộn đều là xong. Và sau khi trộn thì mình sẽ đợi khoảng 20 đến 30 phút để cho nước sốt được ngấm vào rau củ. Tuy nhiên thì cũng không nên để lâu bởi vì là rau củ nó sẽ mất đi cái độ tươi giòn. Khi mà ăn ấy thì các bạn thêm rau răm vào. Phần cá thì các bạn có thể gỡ ra hoặc là để nguyên miếng để trình bày cho đẹp cũng được. Tuy nhiên thì cần lưu ý là không nên trộn cá quá sớm bởi vì là nước sẽ ngấm vào cá và làm cho cá bị mất ngon. Cái sản phẩm cá thu một nắng của Sky and Bottle này thì mình thấy có những cái ưu điểm nổi trội như là cá rất là tươi, được đóng gói và hút chân không cẩn thận cho nên là không có cái chuyện bị ướp đạm hay là muối. Nói chung là không có chất bảo quản và kèm theo là cái hạn sử dụng rất là ngắn, thể hiện rằng là nguồn cá luôn tươi mới và khi đến tay người tiêu dùng thì luôn luôn là hàng mới. Đây các bạn thấy không, mình trình bày cái miếng cá vào trông nó rất là đẹp. Và nếu như các bạn thích ăn cái vị bùi bùi thì các bạn có thể cho thêm lạc và giã dập vào. Còn không thì ăn như thế này cũng đã đủ, rất là ngon rồi. Hy vọng là các bạn có thêm một món gỏi khoái khẩu cho những bữa cơm ngày hè. Chào tạm biệt các bạn.